Thưa quý vị, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 thì lực lượng công an đã giả soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán các thiết bị ghi âm ghi hình nhằm gian lận trong thi cử. Theo đại diện Bộ Công an thì qua giả soát các hội nhóm, các trang tin vẫn có tình trạng mua bán thiết bị ghi âm ghi hình có thể sử dụng để gian lận trong kỳ thi. Trong đó các đối tượng mua bán có cả phụ huynh và học sinh. Phương thức thủ đoạn không có gì mới, vẫn chủ yếu là sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình, tai nghe thu nhỏ, thu phát sóng, truyền hình ra ngoài để nhờ giải đề thi bộ công an sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định đồng thời tập huấn cho công an địa phương bộ cũng đề nghị các địa phương đặc biệt là cán bộ coi thi chủ động phát hiện kịp thời trao đổi với bộ phận chức năng để xử lý các tình huống gian lận